À vâng, một máy chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. À, thì cả nhà ơi, hôm nay cây cúc vạn thọ cánh xoăn nhà em đã nở hoa đây cả nhà. Thì nó là phong chùm nha, nụ gió thôi nhưng mà cũng là hoa chùm cả nhà. Và cái độ phùng của nó rất là cao. Đó, vạn thọ cánh xoăn thì cái cánh hoa của nó là từ 50 cánh trở lên nha. Đó, cả nhà nhìn thấy hoa rất là đẹp và đặc biệt là nụ là cái này nụ gió nè. Mà nó cũng nở phong chùm luôn cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái độ phùng của nó nha. Rồi trực diện của nó đây. Thì diện hoa của nó rất là đẹp ha. Đó, thì tầm khoảng 3 đến 4 ngón tay của em nha cả nhà. Lý do là cái này là chỉ là nụ gió, cây nhỏ xíu như thế này nó nở thôi nha. Còn nếu mà một cái cây mà chúng ta ghép đã già mùa rồi á thì nó nở rất là lớn và bông của nó rất là nhiều cánh, rất là đẹp nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy nè. Đó, nếu mà già mùa thì nó sẽ phùng hơn nữa cả nhà, nó phùng cao lắm. Y như một cái bông vạn thọ luôn ha. Đó, đây đó chính là bông vạn thọ cánh xoăn nha. Hoa rất là đẹp. Em sẽ quay tổng thể nha, cả nhà nhìn thấy nha. À, Tết mà chúng ta có một cái cây bông mai như thế này mà để chân trong nhà thì thật quá là ok đúng không cả nhà? Rất là đẹp nha. Em sẽ quay tổng thể từ từ cho cả nhà cùng xem ha. Đẹp quá đẹp cả nhà. Đó, cái độ phùng nha. Cánh thì xoăn, cả nhà nhìn thấy cánh xoăn nha. À, bởi vì chúng ta gọi là cúc vạn thọ cánh xoăn nha cả nhà. Rất là đẹp nha. Thì bên vườn mai nhà em cũng có nhân được một số giống cúc vạn thọ cánh xoăn để giao lưu với cả nhà. Với giá là 300 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây. Rồi đây. À đây là cây giống bên vườn mai nhà em nha. Đó, cây nó không cao lắm cả nhà, cao tầm khoảng 2 tấc mấy đi lên thôi. Rễ thì đa số là xử lý rễ hết nha. Cây nào cũng xử lý rễ hết nha cả nhà. À đây cây cao khoảng 1 gang tay của em nha, 1 gang tay của em. Đây rễ thì xử lý để hết nha, cây rất là khỏe nha cả nhà. À em quay cho cả nhà nhìn xem cái độ tươi tốt của cây đây. Đó. À, cây nó không có cao, không có lớn lắm nhưng mà cây rất là khỏe nha cả nhà. Đó đây. Em quay tổng thể cho cả nhà xem nha. À, đây chính là giống cúc vạn thọ cánh xoăn. Cánh hoa của nó là từ 50 cho đến 100 cánh nha. 50 cho đến 100 cánh. Đây, cả nhà nhìn thấy cây rất là đẹp nha. Đây, đó, cả nhà nhìn thấy cái rễ xử lý hết nha cả nhà. Cây nó không cao nhưng mà với cái độ tươi tốt, cây rất là khỏe. Cái này về chúng ta trồng chậu, trồng đất đều rất ok nha. Ôi da. Đây, có những cây cái củ đó nè. Củ rất là to ha. Đó, đây, em đã dựng cái cổng kẽm nè. Đây, cả nhà. Rồi, là 300 ngàn một cặp. Cái này lấy một cặp là bao ship rồi nha. 150 một cây, đây. Nói về cái này chúng ta cũng lấy được một ít bo rồi đó. Đây, đó, cả nhà nhìn thấy cây rất là khỏe nha. Đây, chính là giống cúc vạn thọ cánh xoăn nha cả nhà. Đây, em cũng không có nhiều, được tầm khoảng vài trăm cây thôi. Nếu mà ai thích cái giống cúc vạn thọ cánh xoăn này thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Với giá là 300 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà cho khách luôn. Đây. Rồi, thêm một cái giống nữa nha cả nhà, đó chính là giảo siêu nụ nha. Siêu nụ còn gọi là siêu bông. Thì hoa của siêu nụ, siêu bông này cũng rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Bông chùm không cả nhà? Bông chùm. À đây em sẽ quay một số cây cho cả nhà cùng xem nha. Thì cái này cây nó không có cao lắm đâu. Tuy nhiên là cây rất là xanh tốt nha cả nhà. Cái này nó cũng, một số cây nó cũng có chi cành rồi nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Nụ của nó thì hơi đặc luôn nha. À, Tết mà chúng ta mà có một cái cây siêu nụ ở nhà thì nó nở y hồi Tết này em cũng có quay một cái cây mai siêu nụ ở nhà đó. Thì nó nở đặc hết cả nhà, toàn là bông chùm chùm không ha. Cây này nó cao tầm khoảng hơn một gang tay của em nha, nhưng mà cây rất là tốt nó, cây rất là tốt nha, cây xanh tươi luôn. Đây em quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây cây nó như thế này nha cả nhà. Thì cái loại mai giảo siêu bông siêu nụ này em bán với giá là 250 ngàn một cặp nha. Lấy một cặp em vẫn bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Đó. Cũng có một số cây đang có nụ cả nhà. Rễ thì xử lý rễ hết ha. Cây nào cũng xử lý rễ hết. Đây, đó. Rất là tươi tốt nha cả nhà, rất là tươi tốt. Thì cái lô này chỉ 250 một cặp thôi, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Thì cái này cũng có
cái chậu và cũng có cái bịch nha cả nhà. Chứ em nói trước chứ để nhiều khi lên nhiều thấy bịch chứ nói giao không đúng hàng thì tội nghiệp em nha. Bên em thật sự bán rất là thật, có như thế nào thì nói như thế đó, cây nào lớn thì nói lớn, cây nào nhỏ thì nói nhỏ. Cả nhà xem lưu ý giúp em. Và cũng có những cái cây nó nhỏ nhưng mà giá tiền nó cao, lý do là đó là những cái giống mai mới đẹp. Thì nó nhỏ thì nó lại mắc tiền hơn những cái cây lớn nha cả nhà. Cho nên là cả nhà trước khi mua thì xem video giúp em ha. Em có đăng video và giới thiệu cái chi tiết cụ thể từng cái loại cây cho cả nhà chúng ta cùng xem. Chứ đừng có nói lên rồi cây nhỏ quá không nhận thì rất là tội nghiệp em nha. Nên là bên giờ em nói rất là thật, cái nào hết hàng thì nói hết hàng, chứ không phải là đăng lên để câu like hay làm gì. Nói chung là bán mua rồi để kiếm tiền cả nhà, chứ đâu câu like làm gì. Mọi người nhiều khi bình luận nói anh em đăng lên câu like thì sự ra nghe rất là buồn luôn cả nhà. Đó, đây hàng, đây hàng, đây là giảo siêu bông siêu nụ nha. Với giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây có những cây nó cũng có cái nụ nữa cả nhà, rồi rễ thì xử lý rễ hết nha. Nói chung cái lô này cây rất là ngon đó, em có dựng cái cọng kẽm đứng lên luôn ha. Rồi nếu mà ai thích cái dòng giảo siêu nụ á thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Thì cánh hoa của nó là 8 đến 12 cánh nha cả nhà, bông màu vàng đậm rất là đẹp đó. Sao quay đây, cây rất là tươi tốt nha. Cũng có một số cây nó đang có mấy cái nụ nữa cả nhà, cũng có một số cây có nụ nha. Rồi nếu mà ai lấy một số giống mai bên vườn mai nhà em á thì nếu mà loại này thì 2 cây bao ship, còn các cái loại kia thì cứ tính từ 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đây là những cái nụ đây cả nhà, 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà cho khách luôn nha. Thì mọi người liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252, hoặc là em có thêm một cái số điện thoại nữa, đó chính là 0947873959 nha cả nhà. Thì bên em sẽ có 2 máy để trực nghe điện thoại cho khách ha. Còn nếu mà chúng ta gọi máy bận hoài không được thì chúng ta chuyển sang gọi cái số thứ hai nha. Thì thường cái số thứ hai nó sẽ đỡ hơn cái số thứ nhất. Đây rồi, đó cây rất là xanh tươi nha. Rồi giá chỉ có 250 một cặp nha cả nhà, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi bên đây là cúc vàng thọ cánh xoan, độ phùng rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn. Rồi xin mời cả nhà hãy cùng em chọn cho mình những cái giống mai đẹp ha, vào những cái bộ sưu tập vườn mai của nhà mình.